Hi, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đến với chúng mình, Way Too Weird Movie. Em và Trịnh đã làm được điều chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt Nam khi ra mắt cùng lúc hai bản chiếu rạp, đó là Trịnh Công Sơn và Em và Trịnh. Chúng ta không thể phủ nhận mức độ phủ sóng của bộ phim là rất lớn từ ngoài đời cho đến trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của khán giả ở mọi lứa tuổi. Có nhiều những lời khen về mặt cảm xúc, âm nhạc hay hình ảnh, thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn có rất nhiều những ý kiến chê phim ôm đồm và hời hợt. Tuy nhiên, trong video ngày hôm nay, Way Too Weird Movie chúng mình sẽ không nói về việc phim hay hay dở, mà sẽ đi sâu và tìm hiểu cuộc đời của cố nhạc sĩ, cũng như so sánh những chi tiết mà hai bản phim đã đề cập đến có chính xác về mặt thực tế hay không. Các thông tin sau đây được chúng mình tham khảo ở các tờ báo, trang mạng và một số cuốn sách viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngoài ra, chúng mình cũng sẽ spoil một số chi tiết trong phim, nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé! Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Đến năm 1943, cha của Trịnh Công Sơn là ông Trịnh Xuân Thanh đưa vợ con về lại Huế. Sau vào Sài Gòn, ông theo học triết học Trường Tây, Lycée Jean-Jacques Rousseau và tốt nghiệp tú tài tại đây. Trong cả hai bản phim Em và Trịnh Công Sơn, ta đã được nghe đề cập đến việc ông đã đến Sài Gòn học tú tài, thế nhưng không được đi quá sâu vào khoảng thời gian này. Năm 1957, theo lời kể của em gái nhạc sĩ là ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, khi vừa 18 tuổi, Trịnh Công Sơn đã buộc phải trở thành trụ cột của gia đình. Cậu trai trẻ 18 tuổi khi ấy đã mua rất nhiều sách về để đọc và dạy các em của mình. Ông bắt năm cô em gái tập đi mỗi buổi sáng với quyển sách đặt trên đầu, phải bước đi sao cho duyên dáng khoan thai. Trịnh Công Sơn là người rất coi trọng lễ nghi, chính vì vậy mà ông luôn dặn dò các em của mình không được gắp thức ăn trước người lớn trong bữa cơm, không được chống hai tay lên bàn khi có người lớn. Sự nghiêm khắc thái quá của ông cũng xuất phát từ việc khi ấy ông còn quá trẻ và vẫn chưa biết phải làm như thế nào cho đúng. Trong cuốn sách Trịnh Công Sơn, Tôi là ai, Trịnh Công Sơn có đề cập đến rằng nỗi ám ảnh lớn nhất tuổi thơ của ông là cái chết. Càng về sau, lúc tiến dần về tuổi trưởng thành, giữa những bức xúc của cuộc sống, nỗi ám ảnh ấy đã trở thành một nỗi lo âu thường trực về sự vắng bóng con người. Trên phim, sự cô đơn và nỗi ám ảnh này được khắc họa không quá chi tiết. Việc ông khắt khe với những người em của mình cũng chỉ thể hiện phảng phất qua phân cảnh ông nhắc nhở cô em gái Út Trinh việc uống nước dừa tạo ra tiếng động lớn. Tuy nhiên, qua đó cũng thể hiện một cách khá rõ ràng về sự đề cao lễ nghi nơi cố nhạc sĩ. Không chỉ là huyền thoại làng nhạc Việt, Trịnh Công Sơn còn từng là một võ sĩ judo. Theo lời tự sự của cố nhạc sĩ, ông đã học judo từ nhỏ ở Huế. Trong một lần vào năm 18 tuổi, ông cùng em trai ôn luyện môn võ này tại nhà, không có lót thảm, chỉ trải chiếu xuống nền nhà. Cậu em trai đã quăng anh Sơn quá mạnh, đập ngực xuống nền nhà, vỡ mạch máu phổi. Sơn phải nằm liệt giường gần 2 năm, và đó là quãng thời gian để ông nghiền ngẫm sách vở, nghe nhạc và tìm đến với việc sáng tác. Năm 1961, Trịnh Công Sơn theo học tại trường sư phạm Quy Nhơn. Tuy chỉ có 2 năm gắn bó, thế nhưng đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong hành trình hát dong qua miền đất này của ông. Tại đây, ông đã sáng tác một ca khúc vô cùng nổi tiếng mang tên Biển Nhớ. Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê. Chữ khê trong cái tên tôn nữ Bích Khê, một cô bạn gái thân thiết của Trịnh Công Sơn thời điểm đó. Bài hát cùng với tên của người con gái này đã được nhắc đến trong phần đầu của Em và Trịnh. Năm 1964, sau khi tốt nghiệp, ông cùng một số bạn học theo dạy tại một trường tiểu học ở Blau, nay là thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tại đây, ông cùng các bạn thuê chung một căn biệt thự cũ để ở. Căn phòng của Trịnh Công Sơn nằm ở phía trước của ngôi nhà, có cửa sổ nhìn ra đường. Ngôi trường và khoảng thời gian ông dạy học ở đây phần nào được tái hiện trên phim. Tuy nhiên, ở trên phim, ta thấy ông sống một mình trong một căn nhà nhỏ nằm giữa rừng. Cũng trong năm 1964, Trịnh Công Sơn đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với ca sĩ Khánh Ly tại một phòng trà ở Đà Lạt. Nhận thấy chất giọng đặc biệt nơi Khánh Ly là vô cùng phù hợp với những ca khúc của mình, Trịnh Công Sơn đã ngỏ ý mời Khánh Ly về Sài Gòn cùng hợp tác, song bị cô từ chối với lý do gia đình. Chưa tìm được lối đi phù hợp cho âm nhạc, Trịnh Công Sơn vẫn tiếp tục với công việc thầy giáo, dù hơi miễn cưỡng, thế nhưng nó đã đem lại cho ông một nguồn thu nhập tương đối ổn định. Trong 3 năm ở Blau, từ năm 1964 đến năm 1967, ngoài thời gian trên lớp, Trịnh Công Sơn dành khá nhiều thời gian cho sáng tác âm nhạc. Ông cũng rất chịu khó đi lại giữa Sài Gòn và Blau để tìm cách phát hành những ca khúc của mình. Đây cũng là khoảng thời gian không thể quên đối với mối tình của ông và Giao Ánh. Mùa hè năm 1967, có lệnh điều động giáo viên phải nhập ngũ, Trịnh Công Sơn trở về Sài Gòn để không phải đi lính. Cũng trong năm này, Khánh Ly ly hôn chồng và ôm con trở lại Sài Gòn. Cả hai tình cờ gặp nhau từ một sân khấu tạm bợ dựng trên bãi cỏ sau trường học Văn khoa Sài Gòn. Tên tuổi của Trịnh Công Sơn và Khánh Ly bắt đầu nổi lên như một hiện tượng. Ông liên tục cho ra mắt hàng trăm ca khúc để đời trong thời gian này. Cũng ngay từ năm 1967, khi những ca khúc phản chiến đầu tiên của vị nhạc sĩ được phát hành, dư luận bắt đầu lên án Trịnh Công Sơn. Họ bàn tán nhau về thái độ cộng sản,
về việc ông trốn đi lính. Đây là điều khá nổi bật và tạo nên nhiều câu chuyện cho cuộc đời của vị nhạc sĩ này. Nhưng cả hai bản phim Em và Trịnh và Trịnh Công Sơn đều chỉ đề cập đến nó một cách hời hợt, không làm bật lên được những vấn đề khi đó vị nhạc sĩ gặp phải. Năm 1975, gia đình và bạn bè ông rời bỏ quê hương để trốn tránh nỗi buồn hậu chiến, thì Trịnh Công Sơn quyết định ở lại. Lý do được ông chia sẻ sau này là bởi âm nhạc trong ông chỉ có thể đâm chồi và lớn lên ở trên mảnh đất quê cha đất tổ này mà thôi. Sau những năm tháng bị đưa đi lao động ở vùng kinh tế mới, Trịnh Công Sơn được điều về làm việc tại Hội Âm nhạc thành phố. Ông bắt đầu sáng tác trở lại vào đầu thập niên 1980. Khác với giai đoạn trước năm 1975, âm nhạc của Trịnh Công Sơn lúc này xuất hiện ở khắp nơi, từ đài phát thanh, đài truyền hình đến các sân khấu, chương trình âm nhạc tầm cỡ. Ngày 1 tháng 4 năm 2001, Trịnh Công Sơn rời xa cuộc đời ở tuổi 62. Nhưng giống như nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã nói, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói tất cả mọi điều rồi sẽ qua đi. Thế nhưng tiếng hát, câu ca, khúc nhạc khi đã được sáng tạo và giới thiệu đến công chúng thì nó sẽ ở lại với đời mãi mãi. Thật vậy, nhạc Trịnh cho đến tận ngày hôm nay vẫn được rất nhiều người yêu thích. Tên tuổi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bắt đầu được biết đến rộng rãi từ khi ông cùng ca sĩ Khánh Ly hát tại Quán Văn, một quán cà phê đơn sơ dựng trên bãi cỏ sau trường Đại học Văn hóa Sài Gòn. Một số bài hát của Trịnh Công Sơn đã đến với công chúng Nhật Bản vào năm 1970 như Diễm Xưa do Khánh Ly biểu diễn bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt, Ca Dao Mẹ, Ngủ Đi Con. Riêng bài Ngủ Đi Con đã phát hành trên 2 triệu đĩa than. Vì lời lẽ trong nhiều bài hát của ông có tính chất phản chiến, nhà cầm quyền Việt Nam Cộng Hòa đã cấm lưu hành một vài tác phẩm của ông. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Trịnh Công Sơn cho ra mắt được khoảng hơn 600 ca khúc. Tuy nhiên, tới tháng 4 năm 2017, chỉ có 77 bài được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép. Theo Trung tâm Bảo vệ tác quyền âm nhạc Việt Nam chi nhánh phía Nam, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn là tác giả được trả tác quyền nhiều nhất với hơn 820 triệu đồng trong năm 2015, luôn trong top 5 nhạc sĩ có tiền trả tác quyền cao nhất. Mặc dù vậy, có một đánh giá khá phổ biến cho rằng phần nhạc của Trịnh Công Sơn quá đơn điệu về đề tài, chủ yếu tập trung vào tâm trạng mơ hồ, mộng tưởng. Hai mảng đề tài lớn nhất trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn là tình yêu và thân phận con người. Tình yêu là đề tài lớn và có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến các tác phẩm của người nhạc sĩ tài hoa. Những bản tình ca chiếm đa số trong những sáng tác của Trịnh Công Sơn. Nhạc tình của ông đa số là nhạc buồn, thường nói lên tâm trạng buồn bã cô đơn như Sương Đêm hay Ướt Mi. Những ca khúc nhạc tình mênh mang nỗi buồn kiếp người như Diễm Xưa, Biển Nhớ, Em Còn Nhớ hay Em Đã Quên. Những bài hát này thường mang giai điệu nhẹ nhàng, dễ hát và thường được viết với tiết tấu chậm. Tiếp theo là những ca khúc về thân phận con người. Từ khi còn trẻ, Trịnh Công Sơn đã luôn bị ám ảnh bởi cái chết. Chính vì lẽ đó mà những ca khúc của ông mang trong mình sự mất mát của những số phận con người. Tiêu biểu là các ca khúc Cát Bụi, Chiếc Lá Thu Phai, Một Cõi Đi Về hay Phôi Pha. Bên cạnh đó có những bài tuy là nhạc buồn nhưng có gợi nên tư tưởng thiền như Một Cõi Đi Về. Đặc biệt, những ca khúc nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn cũng mang trong mình những nét đặc trưng rất riêng. Trịnh Công Sơn bắt đầu sáng tác những bài hát này vào khoảng năm 1965-1966 khi chiến tranh trở nên ác liệt. Năm 1966, ông cho ra đời tập ca khúc Trịnh Công Sơn, trong đó manh nha một xu hướng chính trị yếm thế. Đến năm 1967, nhạc Trịnh Công Sơn lên đến đỉnh cao của sự phản chiến bằng tập ca khúc Da Vàng. Từ năm 1970 tới năm 1972, ông tự ấn hành được hai tập nhạc phản chiến là Ta Phải Thấy Mặt Trời và Phụ Khúc Da Vàng. Nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn phần lớn viết bằng điệu blues, cộng với lời ca đậm chất hiện thực rất đơn sơ trần trụi, khác hẳn với dòng nhạc tình, trở nên những bài hát gây xúc động mạnh mẽ. Trong mỗi tác phẩm của Trịnh Công Sơn, khán giả thấy thấp thoáng những bóng hồng đi qua cuộc đời ông. Mối tình đầu của vị nhạc sĩ là mối tình đơn phương với cô ca sĩ Thanh Thúy. Trịnh Công Sơn biết tới Thanh Thúy trong thời gian đang theo học tại Sài Gòn. Sau này ông từng kể lại, đêm nào tôi cũng lò dò đến các phòng trà để nghe Thanh Thúy hát. Dần dần hình bóng của Thanh Thúy đã ăn sâu vào trong tôi lúc nào không biết. Nói yêu Thanh Thúy thì cũng chưa hẳn, bởi tôi mặc cảm nghèo và vô danh. Trong khi Thanh Thúy là một ca sĩ đang lên, kẻ đón người đưa tấp nập. Biết vậy, nhưng tôi không thể không đêm nào thiếu hình ảnh và tiếng hát của nàng. Cũng nhờ mối tình đơn phương này, ca khúc nổi tiếng đầu tiên của ông mang tên Ướt Mi được ra đời, như một món quà mà Trịnh Công Sơn dành cho mối tình đơn phương. Trên cả hai bản phim Em và Trịnh, cùng với Trịnh Công Sơn, ta được lướt qua về mối tình này, nhưng không được đi vào quá sâu. Vào thập niên 1960, khi đang còn ở Huế, Trịnh Công Sơn say mê vẻ đẹp của cô gái Ngô Vũ Bích Diễm. Hàng ngày, cố nhạc sĩ thường đứng trên lầu cao và ngắm cô gái đi học về. Về sau, mối tình của họ bị cha cô cấm đoán vì lúc đó ông chỉ là nhạc sĩ vô danh. Họ chia tay khi Bích Diễm vào Sài Gòn học. Nguồn cảm hứng về người tình một thời đã giúp ông sáng tác nên ca khúc kinh điển Diễm Xưa.
Trên phim ta được thấy mối tình này được khắc họa theo một hướng khá đơn phương, hầu như chúng ta không cảm nhận được sự đáp trả tình cảm của Bích Diễm dành cho Trịnh Công Sơn, nhưng trên thực tế cả hai đều có tình cảm với nhau. Sau khi chia tay với Bích Diễm, Trịnh Công Sơn được cô em gái của Bích Diễm là Giao Ánh viết thư an ủi và chia sẻ. Cả hai trao đổi thư từ qua lại và tình cảm bắt đầu nảy sinh từ đó. Khi Trịnh Công Sơn bị điều lên Blau dạy học năm 1964, tình cảm của hai người vẫn khăng khít qua những bức thư rất thơ mộng. Có lần Giao Ánh đã phát tín hiệu tình yêu của mình. Em sẽ đợi giông tới và gió mưa về để khóc. Em mãi yêu anh nhưng anh chẳng màng gì tới nỗi buồn của em và em sẽ khóc dưới mưa đây. Ngay sau đó, thư của Trịnh Công Sơn đã bí mật gửi tới người đẹp với câu thơ văn xuôi. Ngày ngày ngọn gió đời vẫn thổi, nhưng chưa bao giờ thổi tắt được tình yêu. Mỗi lần nhận được thư của Giao Ánh từ Huế gửi lên là Trịnh Công Sơn sung sướng như mất hồn. Họ đã trao đổi thư từ yêu thương từ ngày 2 tháng 9 năm 1964, nhưng phải đến tận lá thư gửi vào tháng 8 năm 1966, Trịnh Công Sơn mới chính thức ngỏ lời yêu. Có một điều không nên nói ra mà vẫn phải nói, và phải nói trong lúc uống thật say, để có đủ can đảm nghe lời phủ nhận hay cái gật đầu. Anh yêu Ánh. Tình yêu của cả hai hội tụ những hẹn hò, trông ngóng, đợi chờ, đến cả những ghen tuông nghi kỵ. Nhưng vì xa cách, niềm tin và hy vọng trở nên mong manh hơn. Ngày 25 tháng 3 năm 1967, Trịnh Công Sơn chủ động chia tay Giao Ánh. Cũng xin cảm ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng không bao giờ còn có được. Trên phim, thay vì lời chia tay trực tiếp, mối quan hệ của họ kết thúc bởi một chuyến tàu. Có lẽ đây là yếu tố sáng tạo của đoàn làm phim nhằm nhấn mạnh sự nuối tiếc với mối tình đẹp đầy dở dang của vị nhạc sĩ. Và không thể không nhắc đến một người phụ nữ đã để lại dấu ấn vô cùng đặc biệt trong cuộc đời Trịnh Công Sơn, đó chính là Khánh Ly. Họ gặp nhau lần đầu tiên tại hộp đêm Tulip Peru ở Đà Lạt năm 1965. Giọng hát của bà ngay lập tức thu hút sự chú ý của vị nhạc sĩ. Nhưng phải 2 năm sau, Khánh Ly mới chính thức trở thành giọng ca chuyên hát nhạc Trịnh. Họ đã có buổi ra mắt đầu tiên tại trường đại học Văn Khoa hay Quán Văn trước hàng ngàn sinh viên và trí thức. Giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn không chỉ tồn tại mối quan hệ ca sĩ-nhạc sĩ, mà theo Trịnh Công Sơn, cuộc gặp gỡ giữa hai người là cuộc gặp gỡ của định mệnh vĩnh viễn yêu thương nhau. Khánh Ly không chỉ đem đến cảm giác yêu mà còn là nơi nương tựa tâm hồn, nghệ thuật, là người đi cùng ông trong suốt những năm tháng thanh xuân. Về phần mình, Khánh Ly cũng luôn khẳng định rằng mối liên hệ giữa họ là mối liên hệ cao hơn, đẹp đẽ hơn, thánh thiện hơn là những tình cảm đời thường. Trên phim ta thấy sự khác biệt khi họ đã hát cùng nhau từ những ngày ở Đà Lạt. Dụng ý của sự thay đổi này có lẽ để khiến cho người xem cảm nhận được sâu sắc hơn mối quan hệ mập mờ nhưng đầy duyên nợ của cả hai. Vào cuối thập niên 80, khi đang là sinh viên ở Paris, cô gái Nhật Bản Michiko Yoshi dành tình yêu lớn với văn hóa, ngôn ngữ và con người Việt Nam. Một trong những tình yêu lớn nhất ở cô gái Nhật thời ấy là tình cảm sâu nặng dành cho âm nhạc của Trịnh Công Sơn, lúc này là người nhạc sĩ vĩ đại của tân nhạc Việt Nam. Michiko yêu nhạc Trịnh đến nỗi, dù đã có bằng cao học về văn hóa Nhật Bản, cô vẫn tiếp tục theo đuổi đề tài cao học nghiên cứu về âm nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn. Luận án cao học và âm nhạc đã nhen nhóm một tình yêu đặc biệt, vượt khoảng cách ngôn ngữ, địa lý cũng như văn hóa. Michiko nhiều lần gọi điện từ Pháp về Việt Nam để trò chuyện với Trịnh Công Sơn và sau cùng, cô quyết định bay tới Việt Nam. Trong thời gian bên nhau, tình cảm giữa họ dần nảy sinh và cả hai đã có một cuộc tình rất đẹp và chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Michiko từng kể rằng bố mẹ cô rất già, không thể sang Việt Nam nên muốn nhờ ông bà đại sứ người Nhật tại Việt Nam đại diện nhà gái khi hai bên gặp gỡ. Theo phong tục cưới của người Nhật, Trịnh Công Sơn và Michiko quỳ gối xuống lạy tạ bố mẹ. Trịnh Công Sơn không đồng ý. Ông nói cả đời mình còn chưa quỳ lạy mẹ bao giờ thì sẽ không bao giờ quỳ gối trước người khác. Đám cưới sau đó bị hủy vì nhiều lý do chưa bao giờ được tiết lộ chính thức. Vậy nhưng trong bản Em và Trịnh, lý do mà đám cưới bị hủy lại bị thay đổi. Thay vì sự chủ động chia tay là do cố nhạc sĩ, bộ phim lại hướng quyết định rời bỏ ông hoàn toàn là của Michiko. Cuối cùng là một mối lương duyên vô cùng đặc biệt giữa nhạc sĩ họ Trịnh và cô bống Hồng Nhung, người được ông viết tặng tới ba ca khúc Bống Bồng ơi, Bống không là bống, Thuở bống là người. Hồng Nhung gặp Trịnh Công Sơn lần đầu tiên vào năm 1991 tại thành phố Hồ Chí Minh khi cô đang ở tuổi đôi mươi, còn vị nhạc sĩ tài hoa đã bước sang những năm tháng xế chiều. Khi đó cô đang ngân nga ca khúc Lặng lẽ nơi này, Trịnh Công Sơn đến gần như một người anh quan tâm đến đứa em út. Ông sắn một bên tay áo bị trễ xuống cho Hồng Nhung rồi hát theo cô để tránh bị quên lời. Kể từ lần ấy, Trịnh bước chân vào cuộc đời của Hồng Nhung để rồi gắn bó với cô trong suốt 10 năm cuối đời. Mối quan hệ của Hồng Nhung và Trịnh Công Sơn vừa là một người bạn với một người bạn, một học trò với một người thầy. Hồng Nhung cũng khẳng định giữa cô và Trịnh Công Sơn chắc chắn là tình yêu. Ở giữa hai chúng tôi chắc chắn là có một tình yêu, nhưng tình yêu đó như thế nào thì tôi giữ riêng cho mình. Trên phim, Hồng Nhung chỉ xuất hiện ở cuối để hát vang ca khúc Cho đời chút ơn.
Và vừa rồi là những bóng hồng đã đi qua cuộc đời của vị nhạc sĩ đa tình, đa cảm. Với một tâm hồn lãng mạn yêu cái đẹp thì sự xuất hiện của họ chính như những đóa hoa làm đẹp hơn cho cuộc đời, cho những ca khúc của vị nhạc sĩ tài hoa. Vậy thì Trịnh Công Sơn yêu ai nhất? Giao Ánh, Khánh Ly hay Bích Diễm? Chính ca sĩ Khánh Ly đã từng tiết lộ về người phụ nữ mà Trịnh Công Sơn yêu nhất. Đó chính là mẹ của ông. Đó là tình yêu lớn nhất của ông ấy. Trong cuốn sách Tôi là ai, Trịnh Công Sơn đã từng viết như sau. Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất trên đời này. Người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Đó là mẹ tôi. Có một người bạn trung thành với tôi nhất trên đời này. Người ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải, mọi thứ ân sủng quý giá nhất. Đó là mẹ tôi. Và vừa rồi là phần tổng hợp của chúng mình về toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nếu như có phần gì thiếu sót hay các bạn cần bổ sung thêm điều gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.